Gần đây, Ngọc Anh gây ấn tượng bởi gương mặt thon gọn, cuốn hút và trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật. Với sự có mặt của các công nghệ tăng sinh collagen, elastin, tái tạo tế bào hàng đầu thế giới. Đây là công nghệ được FDA Hoa Kỳ chứng nhận là công nghệ trẻ hóa, nâng cơ, tăng da hàng đầu thế giới nhờ năng lượng sóng siêu âm vi đỉnh tác động mạnh mẽ và chính xác đến lớp cơ độ sâu 4,5mm, độ sâu tương đương với phẫu thuật tăng da. Trong liệu trình còn bổ sung vi chất dinh dưỡng quý giá từ nhân thai cừu, noãn thực vật quý hiếm, vitamin B, C, E, L-carnitine nhằm tái tạo gel liên kết, hợp chất có tác dụng liên kết các thành phần của da để tạo một khối vững chắc, đồng thời hồi sinh sức sống cho từng tế bào, từ đó khiến da thêm săn chắc, mịn màng và bóng mướt trắng sáng. Đây là một công nghệ có thể nói là tiên tiến nhất hiện giờ rồi. Và khi em cũng không ngờ là cái hiệu quả nó được nhiều như thế. Là những cái phần như thế này chị này, thường bọn em đánh phấn nhiều, như bên mình đánh phấn nhiều á, là những cái phần rãnh mắt này, hay là cái phần cơ, những cái phần rãnh mũi này. Nói chung cái phần là rãnh mũi rồi, hay cả những cái khóe miệng này. Đó là mình đánh phấn nhiều, nó sẽ tạo thành nếp nhăn, nó có cái rãnh. Thì khi mà làm cái công nghệ này nó không đơn thuần là làm cho cái gương mặt mình gọn lại, mà tất cả những phần rãnh ấy nó đều được căng. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình nó cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân, chính khách.